tay trái đỡ tay phải phản, tay trái đỡ tay phải phản đòn, úp lên thủ lại liền, hai thủ lại ba, rồi đổ chân, tay phải đỡ ra, tay trái phản đòn, úp hai ba, chân trái lên chân phải về, rồi chân phải lên hồi độ. Đó, cái kỹ thuật của nó là như vậy. Bây giờ đâm chân, chân này đùi người sau tuổi thầy cô chịu khó nhích cái chân á, nhích một xíu rồi đó, để đỡ gạt cái này nó hay nó hơi khó hơn tí nhưng mà nó hay rồi. Rồi chuẩn bị gạt một cái là phản đòn liền đi chưa, rồi một